Giữ đất, giữ rừng là giữ cho cuộc sống của chúng ta bởi thiên tai, bão lũ phức tạp luôn ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Thời gian qua, hạn hán kéo dài ở một số nước trên thế giới, cộng với lạm phát nên nhu cầu mua gạo tích trữ, đảm bảo an ninh lương thực lại càng nhiều. Thông tin Ấn Độ, một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch cấm xuất khẩu vì giá gạo nội địa tăng cao, đang mang đến cơ hội lớn cho gạo Việt. Thời cơ đã đến và không chờ đợi chúng ta. Cần nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Nội dung có trong tiết mục Góc nhìn ngay sau đây. Việt Nam với vai trò là một trong ba nhà cung cấp gạo lớn nhất thế giới đang có lợi thế đẩy mạnh xuất khẩu gạo với giá cao. Những ngày giữa tháng 7, giá gạo xuất khẩu trên thị trường châu Á liên tục biến động khi điều chỉnh tăng ở các nước xuất khẩu lớn. Chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tuần, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉnh tăng liên tiếp với mức tăng 15 đô la Mỹ một tấn. Trong đó, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 528 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 508 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này tăng 20 đô la Mỹ một tấn so với đầu tháng 7. Nhu cầu tăng nhập khẩu làm cho giá gạo Việt Nam tăng mạnh. Nhiều quốc gia lo sợ hạn hán cộng với lạm phát nên mua gạo tích trữ đảm bảo an ninh lương thực. Hiện nay, ngoài thị trường truyền thống như Philippines, mỗi năm mua từ 2 triệu 300 ngàn tấn đến 3 triệu tấn. Gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận được nhiều hợp đồng mua gạo từ Trung Quốc, Indonesia. Một số quốc gia ở Nam Phi đang quay trở lại mua gạo Việt. Theo một số nguồn tin quốc tế, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc việc cấm xuất khẩu tất cả loại gạo không phải là gạo Basmati trong bối cảnh giá gạo trên thị trường nội địa liên tục tăng cao. Trong năm ngoái, Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì, hạn chế xuất khẩu đường, cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế lên tới 20% đối với các loại gạo xuất khẩu khác để kiềm chế giá lương thực. Năm nay, nếu nước này cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo, sẽ tác động đến 80% lượng gạo xuất khẩu của nước này. Đất nước tỷ dân này hiện chiếm đến 40% tổng lượng gạo được xuất khẩu trên toàn cầu, nên việc hạn chế xuất khẩu sẽ đẩy giá gạo thế giới tăng lên cao hơn. Ấn Độ cấm xuất khẩu là một cơ hội cho gạo Việt Nam và Thái Lan có thể bán được cao giá hơn, cùng với đó là tiêu thụ hết lượng lúa hàng hóa tăng thêm do năng suất tăng từ vụ đông xuân vừa qua. Cơ hội này cũng tạo điều kiện để khách hàng quốc tế nhìn nhận Việt Nam là một nguồn cung cấp lương thực ổn định, đáng tin cậy cho nhu cầu lương thực thế giới. Đến thời điểm này, cả nước xuất khẩu hơn 4 triệu 200 ngàn tấn gạo, tức là hơn 50% sản lượng xuất khẩu của cả năm rồi. Nếu sản xuất tiếp tục được mùa với sản lượng lớn, thì tương lai xuất khẩu có thể đạt con số kỷ lục là 8 triệu tấn gạo, với số tiền ấn tượng là 4 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia nhận định, ngành lúa gạo hiện nay khả quan, tăng giá, nông dân phấn khởi, nhưng đó là do thiên thời, do hoàn cảnh khách quan mang lại. Thực tế hiện nay, chuỗi sản xuất tiêu thụ hầu như chưa có sự kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Cả vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ có vài đơn vị đang triển khai đầu tư liên kết bài bản và chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với thực trạng sản xuất bấp bênh mai rủi lâu nay. Trong top 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thì Ấn Độ dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu, nhưng gạo nước này chủ yếu thuộc phân khúc gạo giá rẻ, còn gạo Việt Nam cạnh tranh ở phân khúc gạo giá cao cùng với Thái Lan. Tuy nhiên, một số tiêu chí gạo Việt có lúc cao hơn gạo Thái Lan. Do đó, các chuyên gia cho rằng chúng ta cần tận dụng cơ hội lần này để xây dựng thương hiệu gạo Việt và định vị vững chắc vị thế gạo Việt trên bản đồ thương mại gạo toàn cầu, không quá chú trọng vào nâng sản lượng xuất khẩu. Việt Nam với vai trò là nhà cung cấp gạo lớn cho thế giới đang đứng trước những vận hội mới chưa từng có trước tình hình xuất khẩu gạo và nhập khẩu gạo của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo cẩn trọng trong việc điều hành sản xuất, cân đối cung cầu để tận dụng được cơ hội xuất khẩu tốt nhưng vẫn đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.
Trái ngược với gạo, 6 tháng đầu năm xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, giảm 32% so với cùng kỳ. Hai thị trường Mỹ và Trung Quốc được coi là tia hy vọng cho xuất khẩu mặt hàng này nửa cuối năm nay. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, nhu cầu thị trường, giá tôm nguyên liệu và giá xuất khẩu đều đi xuống, lạm phát tăng, cạnh tranh mạnh với các nguồn cung đối thủ, khiến xuất khẩu tôm của nước ta gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm nay. Chỉ tính riêng trong tháng 6, xuất khẩu tôm đạt gần 330 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ. Hiện tôm Việt Nam được xuất khẩu đến 100 quốc gia, trong đó 5 thị trường lớn nhất gồm châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc xuất khẩu tôm vào các nước giảm mạnh do lạm phát cao, tiền mất giá, lãi suất tăng, người dân chi tiêu tiết kiệm. Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường được kỳ vọng bởi kim ngạch xuất khẩu tháng sau cao hơn tháng trước và mức sụt giảm trong từng tháng cũng nhẹ dần. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ 6 tháng đầu năm đạt 300 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 240 triệu đô la Mỹ. Tháng 6 là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang nước này ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 19%, đạt gần 60 triệu đô la Mỹ. Những tín hiệu lạc quan từ hai thị trường này được VASEP coi là tia hy vọng cho xuất khẩu tôm nửa cuối năm nay.